Chào mừng các bé đến với chương trình Đọc sách cùng Đinh Tị Books. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Bé sống chân thành, món quà của chuột con. Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách nuôi dưỡng tâm hồn, truyện tranh song ngữ Anh Việt, dạy trẻ trân trọng tình bạn, biết thật lòng cho đi và giúp đỡ bạn bè. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này, có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Câu chuyện Lợn con tặng hoa. Lợn con hái rất nhiều hoa định tặng cho bạn, nào ngờ chuyện này lại không như mong đợi. Lợn con hái rất nhiều hoa đẹp định tặng cho người bạn tốt của mình. Nó cầm những bông hoa ấy đi tìm bạn. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua cuốn bay mất mấy bông hoa trên tay lợn con. Nó nhìn bó hoa trên tay, tự nhủ: cũng may là chưa bị thổi bay hết. Nó lại cầm bó hoa đi tiếp. Chẳng may, lợn con bị vấp ngã sấp xuống đất. Mấy bông hoa còn lại đều bị gãy hết, chỉ còn trơ lại cành và lá. Nó nhìn những cành và lá còn trơ lại trên tay mình, lại tự nhủ: cũng may là vẫn còn lại mấy cái cành và ít lá. Nó cầm bó cành và lá tiếp tục đi. Đột nhiên, lợn con nhìn thấy sói. Nó sợ quá, vội vàng quẳng cả bó cành và lá xuống đất rồi bỏ chạy. Cuối cùng, nó cũng đến được nhà bạn. Nó kể lại cho cô bạn nghe những chuyện đã xảy ra trên đường đi. Bạn nó liền nói: cậu đến thăm là tớ vui lắm rồi, không cần phải mang theo quà cáp làm gì đâu. Đôi lời dành cho bố mẹ. Muốn duy trì tình bạn lâu dài, đôi bên cần phải có thái độ chân thành, để đối phương cảm nhận được sự đối xử và chia sẻ của bạn hoàn toàn xuất phát từ trái tim chân thành. Cho dù trong quá trình tiếp xúc có gặp phải khó khăn hay trở ngại, bạn vẫn cần có thái độ lạc quan và thành khẩn. Nếu có thêm hành động thiết thực thì càng tốt. Đôi khi không cần phải là những thứ đắt tiền, chỉ cần một bó hoa, thậm chí là tay không cũng có thể khiến bạn bè cảm nhận được tình cảm chân thành từ bạn. Trong câu chuyện này, nhân vật lợn con đã thể hiện một tinh thần lạc quan, không chịu từ bỏ, nhờ đó khẳng định được tình cảm chân thành của mình dành cho bạn. Tình bạn không thể dùng vật chất để cân đo đong đếm, chỉ cần một trái tim chân thành là đủ. Có như vậy, dù tay không đến thăm bạn cũng khiến cho bạn vui và cảm động. Câu chuyện Món quà của chuột con. Chuột con đã mang chiếc lược xương cá mà mình thích nhất đi làm một việc hết sức có ý nghĩa. Chuột con có một chiếc lược làm từ xương cá rất đẹp. Nó thường mang chiếc lược đi khoe với bạn bè và nói: đây là chiếc lược mà tớ thích nhất đấy. Một hôm, chuột con mang chiếc lược đến nhà mèo con chơi. Mẹ của mèo con đang ốm phải nằm nghỉ trên giường và bị ho rất nhiều. Mèo con nói với chuột con: mẹ tớ bị ốm rồi, tớ phải đi tìm xương cá cho mẹ đây. Chuột con liền hỏi: sao cậu lại phải đi tìm xương cá? Mèo con đáp: mẹ tớ thích ăn xương cá nhất, nhưng giờ mẹ tớ đang ốm nên không thể tự ra ngoài bắt cá được. Thế cậu biết bắt cá chứ? Chuột con lại hỏi thêm. Mèo con lắc đầu, chán nản nói: tớ chưa được mẹ dạy cái đó, chắc là để bắt được cá sẽ khó lắm. Chuột con ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đưa chiếc lược bằng xương cá của mình cho mèo con. Mèo con vô cùng cảm động, nó nói với chuột con: cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. Đôi lời dành cho bố mẹ. Tình bạn là thứ tình cảm quý giá giữa người với người. Muốn có được tình bạn từ người khác, bạn phải thật lòng cho đi, biết giúp đỡ đối phương. Bạn bè nếu có thể đối xử chân thành với nhau, không keo kiệt, không tiếc cho đi, biết giang tay giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, thì chắc chắn tình bạn đó sẽ ngày càng sâu đậm. Như chuột con trong câu chuyện, rất tốt bụng,
Không chỉ biết chia sẻ niềm vui của mình với mọi người, mà khi biết mẹ của mèo con bị ốm, còn sẵn sàng tặng mèo con chiếc lược xương cá mà mình thích nhất. Tinh thần của chuột con thật đáng để chúng ta học tập. Sau khi kể cho bé nghe câu chuyện này, bố mẹ có thể cùng bé thảo luận vấn đề, thử hỏi xem nếu bé là chuột con, bé sẽ làm gì? Khi bạn bè gặp khó khăn, nên giải quyết thế nào? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đình Thị Búc nhé! Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobook mới nhất nào từ Đình Thị nhé!